thì những trang báo lớn trong nước như báo Chính phủ, báo Thanh niên hay nhìn rộng ra trên thế giới, có cả những trang báo lớn như The Guardian hay The US News đã và đang chỉ ra một thực trạng chung về mức báo động của rác thải toàn cầu. Chỉ tính riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, số liệu thống kê rác thải thành phố Hồ Chí Minh có lượng rác thải đô thị lớn nhất trên cả nước. Theo số liệu thống kê, lượng rác thải thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy khối lượng rác thải sinh hoạt bình quân là 0,98 kg trên người và trên ngày. Được biết, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh phải thải ra từ 9.000 đến 9.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Bên cạnh đó, thực trạng nóng lên toàn cầu hay biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mà nguyên nhân sâu xa là do tình trạng ô nhiễm môi trường hay hành vi xả rác bừa bãi. Ngoài ra, vấn đề xử lý rác thải vẫn còn bỏ ngỏ, chưa những hành động triệt để. Tuy nhiên, bản thân chúng ta là một người dân sống và làm việc theo hiến pháp của nhà nước, ta phải có trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường cho nhà nước từ những hành động nhỏ nhất như là việc phân loại rác thải tại nguồn. Vì thế, nhận thức được tầm quan trọng của việc khắc phục thực trạng trên, nhóm chúng em xin giới thiệu đến quý ban giám khảo ý tưởng về mô hình thùng rác thông minh. Bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm qua nội dung dự án. Với dự án, chúng ta có một chiếc thùng rác thông minh có khả năng tự nhận diện và phân loại rác thải tại nguồn. Về tính mới của sản phẩm được tích hợp công nghệ OCR giúp tự động nhận diện và mở nắp ngăn chứa thùng rác tương ứng. Về tính sáng tạo, thùng rác được tích hợp nhiều ngăn chứa với giá thành thấp, tối ưu hóa việc phân loại rác và đồng thời xay nghiền rác thải hữu cơ làm phân bón. Bây giờ chúng ta hãy nói về phần nguyên lý hoạt động của sản phẩm. Nguyên tắc hoạt động của thiết bị là như sau. Đầu tiên, cảm biến siêu âm sẽ đo khoảng cách của vật thể, ví dụ như 5 cm. Sau đó, camera sẽ được kích hoạt. Sau khi camera quét, rác sẽ được chuyển đến bộ xử lý trung tâm để phân loại. Tín hiệu sẽ được truyền đến động cơ, mở năng ra ngăn chứa phù hợp cho mỗi loại rác. Ở đây, ban đầu, ta đã chia rác thành 3 loại. Loại đầu tiên là rác hữu cơ, loại tiếp theo là rác nhựa, và cuối cùng là rác thủy tinh. Trước hết, chúng ta hãy nói về rác hữu cơ. Đây là một loại rác chúng ta có thể xay nghiền ra để cho thành những thức ăn thừa, làm thành phân bón cho việc tưới tiêu. Chúng ta hãy quan sát video trên. Rác thông minh tương lai sẽ được sử dụng những linh kiện tối ưu hơn, ưu việt hơn nhằm tăng năng suất tối đa trong công việc. Camera sẽ ứng dụng machine learning để nhận dạng nhiều điểm ảnh hơn, từ đó mở rộng hơn về số lượng các loại rác thải mà không cần đến việc cho máy học của con người. Những tấm pin sẽ được dùng từ những nguồn năng lượng sạch và vô hạn. Thùng rác sẽ mang tính công nghiệp hơn trong tương lai, giúp cho những nhà máy có lượng rác thải lớn có thể dễ dàng vứt bỏ rác mà không gặp khó khăn trong việc phân loại, vốn tốn nhiều thời gian và công sức, cả về ý thức.